Theo phản ánh từ các nhân viên đại lý ô tô, việc thay mặt khách hàng làm hồ sơ đăng kiểm cho ô tô mới được miễn đăng kiểm lần đầu đang gặp khó khăn. Lý do là có trung tâm đăng kiểm yêu cầu phải có giấy ủy quyền của chủ xe, nếu không sẽ bị từ chối kiểm định. Trả lời về vấn đề này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện không có quy định bắt buộc chủ xe phải đưa phương tiện đi đăng kiểm hoặc phải có giấy ủy quyền cho người khác đi thay. Bất cứ ai cũng có thể đưa phương tiện đến và chỉ cần có hồ sơ hợp lệ, đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm tiếp nhận phương tiện để kiểm định. Chỉ trong trường hợp giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định bị mất, hư hỏng đối với các xe được miễn đăng kiểm lần đầu. Nếu chủ xe không đến đơn vị đăng kiểm mới cần phải có giấy ủy quyền cho người đi thay để được cấp lại. Sau khi nhận được phản ánh, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ chấn chỉnh vấn đề này. Ngày 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ thông thầu thiết bị dạy học xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong các bị can có bà Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Cương, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Phụng, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Lê Thế Sơn, giám đốc công ty sách Thanh Hóa. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa triển khai hai gói thầu mua sắm đồ dùng dạy học lớp 1. Cơ quan công tố xác định, bị can Phạm Thị Hằng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty sách Thanh Hóa do Lê Thế Sơn làm giám đốc tham gia và trúng thầu, thành lập hội đồng mua sắm nhưng không thực hiện nhiệm vụ gì liên quan đến hai gói thầu, ký các văn bản đề xuất của cấp dưới, biết rõ nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu không công bằng, khách quan. Hành vi của Phạm Thị Hằng vi phạm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu 2013, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 21 tỷ đồng, bản thân bị can hưởng lợi trái pháp luật số tiền 3 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 4, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành trên địa bàn. Sáng cùng ngày, người dân sinh sống gần dãy nhà trọ ở đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện bé trai hơn 1 tuổi bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ. Người dân hỏi thì mẹ bé trả lời, bé bị bỏng nước sôi và đang chờ cha về chở vào bệnh viện điều trị. Người dân thấy bé trai có nhiều vết thương khác trên cơ thể và còn bị gãy tay nên trình báo công an do nghi vấn bị bạo hành. Người dân địa phương cho biết bé trai sinh sống cùng với cha mẹ là anh C sinh năm 2001 và chị L sinh năm 2002. Hai vợ chồng thuê căn nhà trọ trên sống được vài tháng cùng hai người con nhỏ. Do ảnh hưởng của sương mù dày đặc, ít nhất 3 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ra Nội Bài, Hà Nội phải đáp xuống sân bay Cát Bi, Hải Phòng hoặc quay về sân bay Đà Nẵng do tại Hà Nội có sương mù dày đặc vào đêm ngày 11 tháng 4. Cụ thể, chuyến bay QH146 của Bamboo Airways và VN6094 của Pacific Airlines từ Đà Nẵng đến Nội Bài phải quay trở lại nơi xuất phát do không thể hạ cánh. Còn chuyến bay VJ154 của Vietjet Air từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nội Bài cũng phải chuyển hướng đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Một số máy bay khác phải bay vòng để chờ thời tiết tốt, khiến thời gian hạ cánh kéo dài. Dự báo hiện tượng sương mù còn kéo dài đến ngày 15 tháng 4, trước khi bước vào đợt nắng nóng mới. Do đó, những ngày tới, các chuyến bay đi và đến khu vực phía Bắc có thể bị thay đổi kế hoạch do thời tiết. Ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lân Thắng về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh tuyên phạt mức án trên, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Thắng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nguyễn Lân Thắng trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên Internet 12 video clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Mai Quang Bính, 60 tuổi, nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Bỉm Sơn và Vũ Văn Phụng, 52 tuổi, nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, năm 2017, Mai Quang Bính và Vũ Văn Phụng đã thẩm định, tham mưu và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật cho một hộ dân ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Hành vi của Mai Quang Bính và Vũ Văn Phụng gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho ngân sách nhà nước. Ngày 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một trường đá gà ăn tiền tại huyện Ek, tỉnh Đắk Lắk, tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 con gà, gần 50 triệu đồng, 3 xe ô tô, hơn 20 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền. Điều tra bước đầu năm 2023, Trương Văn Hùng, 55 tuổi, ở huyện Ek, làm nghề nuôi gà đá tại nhà để bán. Khoảng đầu tháng 3 năm 2023, một người tên Thịnh, không rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn, đến đặt vấn đề với Hùng, tổ chức về đá gà ăn tiền. Trong đó, Hùng chuẩn bị địa điểm để đá gà, còn khách đến đá gà và mọi việc khác liên quan đến hoạt động tổ chức đá gà thì do Thịnh thực hiện. Mỗi cặp gà vào đá, Hùng và Thịnh sẽ thu của hai chủ 600.000 đồng. Chiều ngày 12 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên. Theo quyết định, thời điểm hoàn thành thi công dự án cuối quý 4 năm 2023 và kết thúc dự án từ năm 2024 đến năm 2028, gồm thời gian bảo hành công trình xây dựng của các nhà thầu từ năm 2024 đến hết năm 2025, thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm 2024 đến hết năm 2028.